Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 22 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại Hà Nội có các đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 21 đề án theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Công tác cán bộ tiếp tục đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin liên quan đến nhân sự, nhất là tiêu chuẩn chính trị của cán bộ được tiến hành thận trọng, khách quan. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, thực hiện các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo các quy định, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, quan tâm công tác phát triển đảng viên nhằm mục tiêu đạt 6 triệu đảng viên trong toàn quốc vào cuối nhiệm kỳ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc để nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, kiệt xuất của Đảng và Nhà nước. Trong hơn 30 năm hoạt động cách mạng, được Đảng, quân đội giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trên nhiều cương vị trọng yếu, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn có mặt ở những nơi gian khổ, ác liệt nhất, đem hết tinh thần, trách nhiệm, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và quân đội. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mãi là tấm gương sáng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức học tập, lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự phiên họp tổng kết năm 2023 do Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội. Năm 2023 được Bộ Thông tin và Truyền thông chọn là năm đồng hành đưa doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ra nước ngoài. Hơn 1.500 doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tăng hơn 7% so với năm 2022. Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài ước đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với năm 2022. Đến hết năm 2023, các bộ ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528 thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương, trong đó nghiên cứu xây dựng luật công nghiệp công nghệ số, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, các chiến lược về phát triển vi mạch bán dẫn, ứng dụng chuỗi khối, dữ liệu số và nhiều nội dung quan trọng khác.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Cùng dự có đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực quản lý, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác lập quy hoạch được Bộ đặc biệt chú trọng, đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5/5 quy hoạch ngành quốc gia. Hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến hết tháng 12 năm 2023, ước giải ngân của Bộ đạt khoảng 90% kế hoạch và dự kiến đến hết niên độ kế hoạch sẽ giải ngân đạt trên 95%. Trong năm, Bộ Giao thông Vận tải khởi công 26 dự án, đã hoàn thành 20 dự án, trong đó có 9 dự án thành phần đường bộ cao tốc với chiều dài 475 km, nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên hơn 1.890 km. Năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải tập trung thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động vận tải đảm bảo thông suốt, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, khởi công hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, nâng tổng số đường bộ cao tốc đưa vào khai thác lên 2.021 km. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong giai đoạn thế giới có nhiều thách thức ngoài tầm dự báo, ngành giao thông vận tải cần nâng cao hiệu quả điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ trung ương đến địa phương, phải là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, đảm bảo yêu cầu đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí. Năm 2024, ngành giao thông vận tải cần nỗ lực hơn nữa và quyết tâm khắc phục những khó khăn tồn tại trong năm 2023, nâng cao chất lượng các công trình giao thông, xây dựng cơ chế chính sách của từng vùng, miền, từng lĩnh vực, giảm các thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Sáng ngày 28 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác mặt trận quý 4 năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các huyện thành phố. Trong quý 4 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa gần 1.000 nhà cho hộ nghèo với số tiền hơn 319 tỷ đồng, đạt 181% kế hoạch năm 2023. Thành lập mới 205 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì giám sát 56 cuộc, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng giám sát 125 cuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, bồi dưỡng trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên, công tác chuẩn bị đại hội mặt trận các cấp. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị trong quý 1 năm 2024 cần chủ động xây dựng chương trình hoạt động của mặt trận sát với tình hình thực tế, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào tuyên quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động tham gia chuyển đổi số. Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp quý 4 năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung huy động phân bổ nguồn lực thực hiện đề án xóa nhà ở tạm rột nát cho hộ nghèo, duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện phong trào tuyên quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng hàng nông sản Tuyên Quang. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị trong quý 1 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là tham gia giải phóng mặt bằng, hiến đất, xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chăm lo cho đoàn viên, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Chiều nay, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn 2009-2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Trong giai đoạn 2009-2023, đề án đã cung cấp gần 600 đầu sách với tổng số hơn 14 triệu bản in về cơ sở. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã số hóa trên 500 đầu sách của đề án, ra mắt bạn đọc mô hình thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn từ năm 2020, phục vụ trên 700.000 lượt truy cập. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua 15 năm triển khai, đề án đã thực sự phát huy được hiệu quả và giúp nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng chí đề nghị cần nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện đề án, chủ động nắm bắt và định hướng nhu cầu hưởng thụ, mong muốn của nhân dân, từ đó lựa chọn nội dung, hình thức phong phú, cách truyền tải để thực hiện hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động xã hội hóa, quan tâm đẩy mạnh việc đọc sách trên không gian mạng. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và sáng nay. Cử tri phường Đội Cấn kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch treo tại tổ 9 để nhân dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải tạo xây dựng lại nhà ở mới đảm bảo cuộc sống. Ủy ban nhân dân thành phố, nhà máy Z113 hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho trường tiểu học Trần Phú hoặc di chuyển trường ra địa điểm mới, sửa chữa điểm trường mầm non Đội Cấn, mở đường mới cho nhân dân tổ dân phố 7 và 8 đi ra vùng sản xuất. Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố đã giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và làm rõ thêm một số ý kiến vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời giao phường Đội Cấn và các cơ quan phòng ban thành phố xem xét báo cáo cụ thể hướng dẫn nhân dân thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Đối với các ý kiến kiến nghị khác sẽ được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tiếp thu, chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, tỉnh Tuyên Quang có 248 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đứng thứ 4 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc về số lượng sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm đã lọt vào top những sản phẩm chất lượng vàng nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình OCOP ở Tuyên Quang vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ như chưa phát triển các sản phẩm qua chế biến, mẫu mã, bao bì chưa đa dạng, không có tính nhận diện và đặc trưng riêng. Các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh còn nhiều hạn chế. Trong giai đoạn 2024-2025, mỗi huyện thành phố phấn đấu có ít nhất một sản phẩm OCOP 5 sao, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử, hỗ trợ các chủ thể xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì có tính nhận diện cao. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ đưa sản phẩm đến tiêu thụ tại các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP. 44 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2021-2023 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay, Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội hữu cơ Việt Nam, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và 50 đại biểu đại diện cho gần 200 hội viên. Hơn 6 năm kể từ ngày thành lập, Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Từ 170 hội viên đến nay, hội đã kết nạp được gần 600 hội viên. Hiện tổng diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ trên toàn tỉnh đạt 160 ha. Hội cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các nhóm nông dân, hợp tác xã. Với mục tiêu kết nạp mới từ 100 đến 150 hội viên, 100% hội viên có mức sống khá giàu, mở rộng sản xuất hữu cơ và kết nối tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh tiếp tục khảo sát, nắm bắt nhu cầu, vận động kết nạp hội viên, phối hợp với các sở, ngành liên quan, tập huấn phổ biến kỹ thuật, kỹ năng về sản xuất hữu cơ, mở rộng liên kết với hệ thống siêu thị, cửa hàng, thực phẩm sạch để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho các nhóm, hợp tác xã. Vào khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 12, tại cây xăng Đồng Chùa, xã Bình Sa, huyện Hàm Yên, đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Tại đây, khi xe bồn đang bơm xăng vào bồn chứa thì bùng cháy đột ngột, lửa cháy nhanh, dữ dội. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với lực lượng chức năng đến hiện trường để kịp thời dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh
Hội đồng chuyên ngành đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đề tài được thực hiện trong thời gian 16 tháng từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023 nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, điều tra đánh giá thực trạng năng lực và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, xây dựng hệ thống các tình huống lãnh đạo quản lý và phương án xử lý tình huống cho cán bộ lãnh đạo xã phường thị trấn. Đây là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên tại tỉnh về lĩnh vực này. Kết quả của đề tài sẽ cung cấp thông tin, luận cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền. Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc. Thực hiện việc phân công các thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình hộ nghèo, quan cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Gia đình anh Nông Văn Thập, thôn Khuẩy Phài, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là hộ nghèo, quan cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Được sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con hàng xóm và sự hỗ trợ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, gia đình anh đã xây dựng ngôi nhà sàn mới với diện tích 100m², dự kiến đưa vào sử dụng trước Tết Dương lịch 2024. Đây là một trong những việc làm thiết thực của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tin quốc tế, ngày 27 tháng 12, Mexico và Mỹ đã nhất trí thành lập Ủy ban chung chuyên trách giải quyết vấn đề người di cư, trong đó có nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ cải thiện tình hình kinh tế tại các nước trong khu vực và đối thoại thường xuyên với các quốc gia là nơi xuất phát của dòng người di cư. Các quan chức Mỹ đến Mexico sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obrador và người đồng cấp Joe Biden vào ngày 21 tháng 12 vừa qua. Trong đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tính cấp thiết của việc triển khai các biện pháp bổ sung để mở lại các cửa khẩu quan trọng ở biên giới. Các cuộc họp trên đã được lên kế hoạch sau khi Mỹ đóng các cửa khẩu và cầu nhằm làm chậm dòng người di cư kỷ lục đang tràn ngập các cơ quan kiểm soát biên giới. Các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ nhằm thắt chặt chính sách biên giới đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Đảng Cộng Hòa coi vấn đề này là một điều kiện để thông qua đề xuất gói viện trợ dành cho nước ngoài trị giá 110,5 tỷ đô la Mỹ của Đảng Dân Chủ, trong đó có nguồn hỗ trợ cho Ukraine. Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm vận hành được áp đặt cách đây 2 năm đối với nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa của công ty điện lực Tokyo, qua đó mở đường cho quá trình hướng tới tái khởi động cơ sở này. Với công suất 8.212 MW, nhà máy Kashiwazaki Kariwa được đặt tại tỉnh Niigata trên bờ biển Nhật Bản, đã ngừng hoạt động kể từ khoảng năm 2011 khi thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khiến tất cả nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản phải đóng cửa vào thời điểm đó. Hiện công ty điện lực Tokyo hy vọng sẽ sớm đưa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới này hoạt động trở lại để cắt giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc nối lại hoạt động của nhà máy Kashiwazaki Kariwa vẫn cần có sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Niigata. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự 22 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.